Lời Phật dạy về bổn phận của vợ và chồng. Trong bài kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt của Trường Bộ Kinh, Đức Phật đã thuyết giảng với gia chủ tử Singalaka về bổn phận của vợ và chồng. Này gia chủ, có 5 cách người chồng phải đối xử với vợ như phương Tây: kính trọng vợ, không bất kính đối với vợ, trung thành với vợ, giao quyền hành cho vợ, sắm đồ nữ trang với vợ. Này gia chủ tử, được chồng đối xử như phương Tây theo 5 cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng chồng theo 5 cách: thi hành tốt đẹp bổn phận của mình, khéo tiếp đón bà con, trung thành với chồng, khéo gìn giữ tài sản của chồng, khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. Này gia chủ, người vợ được chồng đối xử như phương Tây theo 5 cách và người vợ có lòng thương tưởng chồng theo 5 cách. Như vậy phương Tây được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Lời bàn: theo bạn nghĩ, tại sao Đức Phật đã dạy 2 bổn phận đầu tiên của người chồng là kính trọng vợ và không bất kính với vợ? Được kính trọng là nhu cầu tất yếu của tất cả mọi người, đó là sự công nhận của quyền được sống, quyền được bình đẳng. Tuy nhiên, trong xã hội xưa, trọng nam khinh nữ là tư tưởng ảnh hưởng rất lớn đến các gia đình và hiện nay vẫn còn tồn tại ở một số nước trên thế giới. Vì tính gia trưởng của một số người chồng, họ đối xử vợ như một người hầu, họ đánh đập, họ hành hạ, chửi mắng, lăng nhục, thậm chí họ đối xử không khác gì một con vật. Chính vì vậy, Phật dạy sự kính trọng là trên hết, được hiểu như là sự công bằng dành cho người phụ nữ. Người chồng phải kính trọng vợ, vì người vợ là người đã hy sinh rất nhiều cho gia đình. Họ đã dám rời bỏ sự che chở của cha mẹ để đến chăm sóc, lo cơm nước, áo quần, thậm chí hy sinh sắc đẹp, thời gian, tấm lòng không ngại khó khăn, vượt qua gian khổ cùng chồng, quán xuyến tất cả mọi việc, chăm lo chu toàn như một người mẹ, chăm lo cho gia đình. Trong bài kinh 7 loại vợ, Đức Phật có dạy rằng, người vợ nào biết thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ chồng, biết cách giữ gìn và làm giàu tài sản của chồng như một người mẹ lo lắng chu tất cho con cái, người vợ như vậy, Như Lai gọi là loại vợ như mẹ. Cha mẹ là người đáng được kính trọng, thì người chăm lo cho bạn như cha như mẹ mình cũng xứng đáng được nhận sự kính trọng giống như vậy. Hơn nữa, người vợ phải hy sinh thân xác khi họ phải chịu đau đớn của sự mổ da xẻ thịt để sinh ra đứa con. Duy trì nòi giống được xem là nghĩa vụ quan trọng nhất của người chồng đối với dòng họ tổ tiên. Nên người chồng phải biết ơn và kính trọng vợ vì họ đã giúp mình hoàn thành được nghĩa vụ với gia đình. Đặc biệt, người vợ là người duy nhất có thể lắng nghe, có thể chia sẻ, thậm chí cam chịu được những thứ hỗn độn về tính cách và những điên đảo tinh thần của người chồng khi bực tức, khi sân giận, khi rượu chè say xỉn. Nhưng người vợ vẫn âm thầm chấp nhận và chăm lo cho chồng. Người vợ chính là người mang lại sự ấm áp, sự nhẹ nhàng, mát dịu cho gia đình, cho người đàn ông sau một ngày bộn bề với công việc. Về đến nhà, cơm nước đã chuẩn bị sẵn trên bàn, nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, một nụ cười xinh tươi trên gương mặt cùng những lời hỏi thăm nhẹ nhàng thân mật của người vợ cũng khiến bao nhiêu mệt mỏi bên ngoài của người chồng được tan biến. Nhà chính là nơi người đàn ông muốn trở về, dù đi bất cứ nơi đâu. Chính tình thương của người vợ đã xây dựng nên sự ấm áp đó, nên việc kính trọng vợ là một điều người chồng nên làm. Đối với vợ, người mà nhận được sự kính trọng từ chồng,
họ đã tình nguyện ở hậu phương để chăm lo việc nội bộ trong nhà, để chồng yên tâm vững chắc với công việc bên ngoài. Một phần cũng do phần lớn người phụ nữ thường yếu đuối về sức lực và cả tinh thần, nên họ cũng nương tựa vào sức mạnh và sự che chở của người chồng. Nếu không được chồng kính trọng, họ sẽ vô cùng đau khổ, cảm thấy tổn thương và tự ti. Họ tự xem mình là gánh nặng, là kẻ ăn bám của chồng. Còn với người chồng, nếu một người kính trọng mình, lo lắng cho mình, nhưng mình không kính trọng lại, thì đó là mối quan hệ lợi dụng bóc lột, không phải là tình thương. Người chồng nên giao quyền hành cho người vợ, trong đó giao cả quyền quản lý tài sản gia đình, vì người phụ nữ là người có khả năng quản lý, sắp xếp các công việc trong gia đình tốt hơn người đàn ông. Họ quản lý chi tiêu tốt hơn, vì người đàn ông dễ bị lôi cuốn vào các cám dỗ như bia rượu, cờ bạc, các cuộc gặp gỡ bạn bè không chính đáng. Còn người vợ họ biết cách chi tiêu như thế nào cho hợp lý để đảm bảo sự hòa thuận, sự no ấm trong gia đình, không quá bỏng sẻn cũng không quá phung phí. Việc giao quyền hành cho vợ cũng là cách tôn trọng vợ, vì người đàn ông thường vắng mặt nhiều hơn người phụ nữ, nên việc giao quyền hành là việc để vợ có thể chủ động và sắp xếp các công việc trong nhà. Hơn nữa, để tri ân những gì vợ hy sinh cho mình, thì người đàn ông nên tặng quà hoặc trang sức cho vợ. Người phụ nữ hay thích lãng mạn và yêu cái đẹp. Việc tặng quà hay trang sức cho vợ là cách cho thấy người chồng thấu hiểu tâm lý vợ, tôn trọng sự yêu thích cái đẹp, và cũng chính là cách khiến người vợ cảm thấy được hạnh phúc vì được chồng nhận ra sự có mặt và tình thương của mình dành cho gia đình. Chính vì được chồng trân trọng và nhận ra, người vợ sẽ hết lòng vì tình thương ấy và hạnh phúc gia đình sẽ bền chặt hơn. Đối với người vợ, bổn phận đầu tiên mà Phật dạy là làm tốt bổn phận của mình. Người phụ nữ đến với cuộc đời có hai sứ mệnh, đó là làm mẹ và làm vợ. Người đàn bà phải mang thai, phải sinh con, đó là thiên chức của người phụ nữ. Nhưng làm vợ thì cần phải có sự khéo léo, chu toàn cho cả việc bên trong, bên ngoài hay đối ngoại, đối nội. Đối ngoại là người vợ phải biết khéo léo đón tiếp bà con, bạn bè và các mối quan hệ của chồng. Người chồng là người đại diện cho gia đình, nên mọi hành động, lời nói của vợ phải nghĩ đến việc giữ gìn sĩ diện cho chồng, danh dự của chồng với người ngoài, đặc biệt là người thân và bạn bè của chồng. Một người vợ khéo xử lý trong các mối quan hệ của chồng sẽ tạo ra sự hòa hợp trong gia đình. Người chồng cũng không phải rơi vào cảnh khó xử khi đứng giữa hai bên, mà ngược lại, người chồng còn cảm thấy tự hào và vinh dự với bà con và bạn bè. Đối nội là khéo léo, nhanh nhẹn làm mọi công việc trong gia đình, tháo vát, đảm đang, quán xuyến được tất cả công việc, từ người ăn, kẻ ở, nuôi dạy con cái, miếng cơm manh áo, quản lý chi tiêu trong nhà và chăm lo cả tâm tư, cảm xúc, sự êm ấm trong gia đình. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, bài Kinh Ugaha Người Gia Chủ, Đức Phật có dạy người phụ nữ nên học tập như sau. Trong nhà người chồng, phàm có nô tỳ hay người đưa tin hay người công thợ, chúng ta sẽ phải biết công việc của họ với công việc đã làm. Chúng ta sẽ phải biết sự thiếu sót của họ với các công việc không làm. Chúng ta sẽ biết sức mạnh hay sức không mạnh của những người đau bệnh. Chúng ta sẽ chia các đồ ăn, loại cứng và loại mềm, mỗi người tùy theo phần của mình. Chỉ khi có sự quan sát tỉ mỉ, chi tiết và tình thương vô bờ dành cho những người mà mình thương yêu mới có thể làm được những điều này. Cuối cùng, trong năm bổn phận của vợ và chồng, Đức Phật đã dạy chung một điều duy nhất là cả vợ và chồng phải biết sống chung thủy. Sự chung thủy, sự trung thành trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng là điều quan trọng nhất cho sự bền vững. Chính sự chung thủy tạo ra hạnh phúc gia đình,
Và ngược lại, nhờ có hạnh phúc nên vợ chồng mới chung thủy với nhau lâu bền. Vậy nên, theo lời Phật dạy, năm điều người chồng nên đối xử với vợ chính là cách anh bảo vệ những gì đang có, biết trân trọng người mang lại hạnh phúc cho mình và chăm sóc cho chồng, cho gia đình như là một sứ mệnh của người phụ nữ. Khi chồng đối xử đúng mực với vợ thì tự động người vợ sẽ hết lòng với gia đình và gia đình sẽ được che chở, an vui, hạnh phúc lâu dài.